số 8 Lâm Đồng. Coi có bao tóc dành cho đội Lâm Đồng. Một pha dứt điểm từ rất xa của số 8 Ha Lợi. Vẫn là các cầu thủ Đắk Lắk. Coi không qua được một cầu thủ của. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc. Đó là một tình huống ra chân. Ở trong vòng bán thì hai đội này đã trong bóng bền. Xúc bền đi. Ở trong vòng bán thì hai đội này đã trong bóng bền. Xúc bền đi. Lâm Đồng một pha dứt điểm không chỉ cực kỳ ấy tung về cho đội của Đắk Lắk đã không thể nào chiến thắng được bằng cách biệt. Cơ hội không vào. Và bây giờ Uy Huê sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Uy Huê không vào. Hơi nhẹ của Uy Huê vẫn còn. Uy Huê ban không vào. Là một trong những đội bóng có thành công cực kỳ mạnh ở giải đấu năm nay. Vẫn có thành công cực kỳ mạnh ở giải đấu năm nay. Vẫn có màu, vẫn có. Thành công dành cho đội Đắk Lắk thôi. Một pha băng ra hợp lý của đội trưởng. Một pha tạt bóng vào rất sâu. Không làm khó được phản công dành các cầu thủ Lâm Đồng. Đứng trước bóng là số 8. Một pha dứt điểm rất căng từ anh đã ghi bàn thắng. Thôi, bao, bao, cực kỳ mạnh ở trong giải đấu này. Xúc ơi không vô. Xin chào bằng anh Mèo và xin chào bằng Ruben và xin chào bằng Paul và xin chào hơn 200 để mặc bóng nguy hiểm. Bóng không. Caleb là một người đã rất trung thành với Chúa và ông Lắc đã về phòng ngự như là đổ bê tông. Một pha dứt điểm bóng lên thẳng và bắt bóng đêm. Pha dứt điểm cuối cùng thiếu chính xác của chân của các cầu thủ là Lâm Đồng. Cơ hội một pha dứt điểm rất căng, một pha dứt điểm rất nguy hiểm của phòng ngự phản công. Một pha dứt điểm vào. Như vậy là những nỗ lực của Lâm Đồng phòng ngự phản công. Một pha dứt điểm vào. Mà các cầu thủ như sau. Y Huê Hà Lợi. Một pha chuyền bóng chính xác. Coi rất hay. Ca Châu đã tấn. Hà Lợi. Một pha chuyền bóng chính xác. Coi chân của các cầu thủ Lâm Đồng. Số 7 đang có bóng. Mai Sư một pha dứt điểm. Cú bầu để mất bóng nguy hiểm. Đắk Lắk đang có bóng. Một pha dứt điểm từ rất căng. Bán kính 1 chúng tôi lại ghi nhận đến có 600 người theo dõi cùng một lúc và trận bán kính 2 cực kỳ hay. Đó là một tình huống đúc trong. Ca Châu đang có bóng. Ca Châu không được được cứu tại. Một pha dứt điểm từ rất xa. Bóng đi. Cơ hội dành cho các cầu thủ Đắk Lắk. Coi rất đáng tiếc pha bóng bên. Đến bây giờ họ phải nỗ lực 200% công sức của mình để mới có thể. Và xử lý tốt của Ca Châu. Ca Châu không ơi. Cực kỳ xuất sắc. Và đã có được bàn thắng. Cấp bóng chúng ta giữa đội Lâm Đồng và đội Đắk Lắk. Coi phản công dành cho các cầu thủ Đắk Lắk. Coi rất mặt bóng nguy hiểm số 10 không bao hoan hô sự xuất.